Mời các anh chị qua phần tích hợp giao diện bán hàng thời trang với WooCommerce. Thì cái phần này sẽ hữu ích cho các anh chị đang kinh doanh về lĩnh vực thời trang, mình thiết kế những cái website mà trang vân vân. Đầu tiên các anh chị hãy vào cái bảng trị, các anh chị hãy chọn cái gói mở rộng ha. Anh chị hãy vào một là gói mở rộng và anh chị nhấn vào cài mới, nghĩa là đã tích hợp cái giao diện bán hàng thời trang bằng WooCommerce, thì các anh chị phải thêm nó vào ha. Mặc nhiên thì website hệ thống website mình chưa có, anh chị search trên cái ô tìm kiếm như thế này, WooCommerce đây anh chị, nó ra cái plugin gọi là cái gói mở rộng mang tên là WooCommerce. Đó, bây giờ anh chị hãy cài đặt ngay. Sau khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta hãy vào trở lại cái mục mà là gói mở rộng và các anh chị hãy kích hoạt cái tiện ích WooCommerce này lên. Vậy là chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt cái tiện ích WooCommerce. Cái tiện ích này sẽ giúp cho các anh chị đưa một cái giao diện bán hàng vào trong website của mình theo sự chỉ dẫn của WooCommerce. Anh chị hãy nhấn vào cái chữ bắt đầu. Chúng ta qua phần cài đặt trang cửa hàng, nghĩa là cửa hàng của bạn cần thiết phải có một số trang, thì cái những cái trang này anh chị WooCommerce nó sẽ tạo ra tự động cho mình luôn, là nó sẽ có cái trang là cửa hàng, trang giỏ hàng và trang thanh toán vân vân. Đó là những cái trang mà WooCommerce nó sẽ tạo ra một cách tự động cho chúng ta có một cái giao diện bán hàng. Rồi các anh chị đọc qua một lượt, sau đó mình nhấn cái chữ tiếp tục. Tại giao diện tiếp theo thì anh chị chọn là mã tiền tệ cửa hàng của mình, ví dụ Việt Nam thì là dùng đồng tiền Việt Nam đồng, đúng không, đồng Việt Nam này anh chị. Vị trí tiền tệ thì là nó nằm bên tay trái hoặc bên tay phải, đó ký hiệu ấy, tay trái, dấu cách này, dấu cách thì những cái phần này anh chị cứ đỡ mặc định ha. Mình chọn là, lưu ý là trên cái giao diện này thì anh chị chọn là vị trí cửa hàng của mình là Việt Nam và mã tiền tệ là ở Việt Nam là ok. Rồi anh chị nhấn tiếp tục. Bạn sẽ vận chuyển sản phẩm, vâng tôi sẽ vận chuyển, nghĩa là mình có hình thức giống như là vận chuyển thì mình tích vào đây. Nói chung là những cái đây là những cái cấu hình để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, anh chị cứ đỡ mặc định là ok. Đây hình thức thanh toán nè, WooCommerce có thể chấp nhận thanh toán online và cả offline. Anh chị nếu mà cho phép ví dụ khách hàng thanh toán bằng qua PayPal thì anh chị tích vào ha. Ở đây chuẩn PayPal, địa chỉ của cái email bên PayPal của mình là gì, hoặc là chúng ta chấp nhận cái hình thức là trả tiền mặt khi nhận hàng là hình thức COD anh chị, mình hay gọi là hình thức COD đó, hoặc là thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng vân vân. Thì anh chị cứ tích vào những cái hình thức mà mình có ha. Ok, tiếp tục. Vậy là chúng ta đã cấu hình xong tạo một sản phẩm đầu tiên, giả sử như áo khoác nam, mô tả của sản phẩm ha, anh chị có rồi thì anh chị copy vào. Thì anh chị copy vào. Cái phần này là cái phần nội dung đó anh chị. Nên anh chị có thời gian thì anh chị ngồi mình gõ vào ha. Rồi anh chị trở xuống cái phần phía dưới. Ví dụ như giá thông thường, nếu mà chúng ta
có giá khuyến mãi vân vân thì anh chị điền giá thông thường của mình là giá này, 200k, 100.000 đồng nữa. Giá khuyến mãi là 180.000, giảm 10% ha. Anh chị điền vào. Cái đó là cái phần chung. Giả sử như anh chị mà giống như thống kê cái số lượng, giống như còn hàng rồi vân vân, số lượng bao nhiêu thì anh chị có thể qua cái giao diện này là kiểm tra kho hàng, mã sản phẩm. Thì giả sử như đây là áo khoác nam thì nhiều anh chị là cái mã sản phẩm thì cái mà anh chị đỡ lưu trữ anh chị biết thôi ha, điều gì cũng được. Quản lý kho hàng, nếu mà mình có, mình muốn quản lý, giả sử như ở trong kho mình còn 100 cái đó, thì anh chị điền vào. Hình thức giao nhận, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, mấy cái phần này anh chị cứ đỡ mặc định đi ha anh chị, mình cũng không cần điền vào. Anh chị view qua xem thử nó có gì trong đó. Rồi anh chị kéo xuống phần dưới, cái đây là cái mô tả ngắn của sản phẩm, là cái đoạn ở trên đây nè anh chị, mô tả ngắn thì là cái đoạn này đó, đây anh chị. Anh chị bắt vào. Rồi cái ảnh sản phẩm thì như thế nào, đây là ảnh trong cái phần mô tả, còn ảnh sản phẩm thì anh chị chỗ đây, đây anh chị, ảnh sản phẩm này. Là cái ảnh sản phẩm là cái ảnh ảnh đây nè anh chị, ảnh sản phẩm này. Còn phía dưới nó có những cái ảnh nhỏ, nghĩa là ảnh giới thiệu á, ảnh đại diện là thư viện ảnh của nó. Thì cái ảnh sản phẩm thì anh chị chọn ở chỗ này, đây anh chị. Anh chị chọn tới cái ảnh sản phẩm của mình. Tiếp tục ảnh sản phẩm. Ảnh sản phẩm là cái ảnh to nhất anh chị. Bây giờ còn có những cái ảnh gọi là ảnh đại diện phía dưới, ảnh thư viện, là những cái ảnh mà ba cái ảnh nhỏ như đây nè anh chị. Thì chúng ta hãy vào cái phần ảnh thư viện. Tương tự mình cũng tải tập tin lên ha. Anh chị chọn những cái ảnh thư viện, những sự ảnh này, ảnh này, ok, thêm vào thư viện. Thêm một sản phẩm mới, ví dụ như áo khoác nam đi ha. Rồi anh chị đăng bài viết ha. Trang mà nó sâu là nó nằm ở chỗ đây anh chị, trở lại ha, giao diện của mình, chị nhấn F5 anh chị xem. Hiện tại thì nó chưa đưa qua menu anh chị, thì mình vào mình cấu hình, mình đưa cái trang cửa hàng, nghĩa là bán những sản phẩm của mình qua menu, thì anh chị xem ha. Ở đây giao diện này, menu này, có những cái trang mà WooCommerce tạo ra ha, chứ không phải là anh chị tạo ra. Đó là trang cửa hàng, đó là cái trang giống như giới thiệu cái sản phẩm của mình, rồi trang giỏ hàng vân vân, rồi trang và tặng, trang thanh toán đó. Thì anh chị thêm vào menu, chị đưa vào menu thì nó sẽ xuất hiện. Giả sử như trang cửa hàng anh chị đỡ lên phía trên đi ha, rồi giỏ hàng, cái thanh toán này anh chị không cần. Rồi anh chị lưu trình đơn thấp thì anh chị vào đơn hàng này. Ví dụ như cái mà vừa có một cái đơn hàng David Vũ đúng không? Mình đóng vai trò mình là người quản trị thì anh chị xem cái đơn hàng này, rồi mình xử lý ha, mình xử lý đơn hàng này, giao tới địa chỉ 25 Ngô Viên này. Nó có nút xem nè anh chị. Áo khoác nam
số lượng đơn giá là 180.000, rồi vân vân, địa chỉ này, đó, thông tin đơn hàng này, rồi mình xử lý. Thành ra chỗ đây anh chị, giả sử mình đã xử lý, mình đã hoàn thành xử lý gì đó thì anh chị có thể cập nhật lại chỗ này đó, hoàn thành. Ok, chị lưu đơn đặt hàng là xong. Vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần là tích hợp giao diện bán hàng thời trang, WooCommerce và website. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.